thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban dân xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Duy Thái, sinh năm 1982, và bà Võ Thị Thanh Trúc, thường trú tại ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS06230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho ông Thái và bà Trúc vào năm 2022 tại thửa đất số 27, bản đồ 13, diện tích 9.505,5 m2, đất tọa lạc tại ấp số 12, xà Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban dân xà Trí Bình, huyện Châu Thành sẽ lập thủ tục trình cấp lại phó bản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Duy Thái và bà Võ Thị Thanh Trúc theo quy định của pháp luật.